Tỉnh Hồ Bắc nằm ở giữa bản đồ Trung Quốc. Nó nằm ở khu vực trung lưu của sông Trường Giang, nơi có di sản văn hóa phong phú và nhiều di tích văn hóa lịch sử. Tỉnh Hồ Bắc được gọi là Ngạc, dân số thường trú 58,44 triệu người, nền kinh tế đạt 5.370 tỷ tệ, tương đương 748 tỷ đô. Nó được đặt tên là Hồ Bắc vì vị trí nằm ở phía bắc Hồ Động Đình. Về địa lý Hồ Bắc giáp với 6 khu hành chính cấp tỉnh là Giang Tây, An Huy, Hà Nam, Thiểm Tây, Trung Khánh, Hồ Nam từ xa xưa nó đã là nút giao của cửu châu địa hình của tỉnh hồ bắc cao ba mặt và thấp ở giữa ở trong lãnh thổ có núi võ đang núi đại ba núi vu sơn núi vũ lăng núi đại hồng núi đại biệt núi mạc phụ còn ở trung tâm và phía nam là đồng bằng giang hán bằng phẳng những địa hình này cũng chia hồ bắc thành bốn vùng lớn vùng núi ở phía tây vùng núi thấp nhạc lăng tại đông bắc vùng núi thấp nhạc lăng ở đông nam đồng bằng giang hán ở giữa sông trường giang chảy qua hồ bắc Sông Hán Giang nhanh lớn nhất của sông Trường Giang cũng giao nhau với sông Trường Giang tại tỉnh Hồ Bắc, giao lộ của nó nằm ở thành phố Vũ Hán, tỉnh lỵ của Hồ Bắc. Ngoài ra còn có hàng nghìn con sông nhỏ là nhánh của hai con sông này. Vào thời ngày xưa người ta từ đây dọc theo sông Trường Giang để lên đất Ba Thục, đi về phía đông để đến đất Ngô Việt. Dọc theo sông Hán Giang đi lên phía bắc để tới với Thiểm Tây và Hà Nam. Từ Hồ Động Đình để tới với Hồ Nam. Vậy nên biệt danh nút giao của Cửu Châu cũng từ đó mà ra. Trên đồng bằng sông Giang Hán có nhiều hồ nước lớn nhỏ phân bổ khắp nơi, là một trong những vùng nước ngọt lớn của Trung Quốc. Vì thế Hồ Bắc còn được mệnh danh là tỉnh nghìn hồ. Tỉnh Hồ Bắc trực tiếp quản lý 12 địa cấp thị, một châu tự trị, ba huyện cấp thị và một khu bảo tồn rừng cấp tỉnh. Trong video ngày hôm nay cùng Tiểu Trần khám phá Trung Quốc tìm hiểu về 17 địa phương này. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào phần cực đông, Sơn Thủy Thắng Cảnh, Ngạc Đông Minh Châu. Đây là Hoàng Cương của tỉnh Hồ Bắc, Địa thị Hoàng Cương ngày xưa được gọi là Hoàng Châu, nó có lịch sử hơn 2.000 năm. Hoàng Cương là giao giới của bốn tỉnh Giang Tây, An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc, là thành viên quan trọng của khu vực đô thị Vũ Hán. Năm 2022 với dân số 5 triệu 790 000 người đã tạo nên nền kinh tế đạt 274 tỷ tệ, tương đương 38 tỷ độ. Hoàng Cương luôn là nơi quy tụ của tài năng, nơi đây sinh ra tất thăng người phát minh kỹ thuật in chữ vào triều đại nhà Tống, danh y thời nhà Minh Lý Thời Trân cha đẻ của ngành địa chất học Trung Quốc Lý Tứ Quang, khoáng giã Thanh Đồng Cố Lý, Sơn Thủy Lâm Viên Tân Thành. Đây là Hoàng Thạch của tỉnh Hồ Bắc. Hoàng Thạch không chỉ là một thành phố công nghiệp mới, mà còn là một thành phố cổ với nền văn hóa khai thác mỏ. Đây là trung tâm văn hóa đồ đồng của Trung Quốc. Với Đồng Lục Sơn là ngọn núi chính, nhiều điểm khai thác đồng cổ đã được phát hiện ở đây, trữ lượng khoáng sản trên lãnh thổ rất phong phú và tập trung. Nơi đây xuất hiện khu liên hợp thép đầu tiên của Trung Quốc đã trở thành cái nôi của ngành công nghiệp Trung Quốc hiện đại. Năm 2022 với dân số 2 triệu 440 000 người tạo nên nền kinh tế đạt 204 tỷ tệ, tương đương với 28 tỷ đô. Bách Hồ Chi Thành, Ngư Mễ Chi Hương Đây là Ngạc Châu của tỉnh Hồ Bắc. Ngạc Châu nổi tiếng với nhiều hồ nước ngọt trong vắt, với 100 hồ lớn nhỏ ở trong lãnh thổ. Cá vũ xương nổi tiếng cũng là loài bản địa ở nơi này. Ngạc Châu có lịch sử lâu đời, là phàn quốc thời đế nghiêu, thời nhà hạ là ngạc đô thời ân thương là ngạc quốc, thời xuân thu là sở ngạc vương phong địa, thời tam quốc tôn quyền chính là xương đế ở đây. Vào thời kỳ thịnh vượng của văn hóa đồ đồng, Ngạc Châu là một trong những trung tâm đúc đồng ở Trung Quốc. Ngạc Châu có dân số là 1 triệu 070 000 người, nền kinh tế đạt 126 tỷ tệ, tương đương gần 18 tỷ đô. Ngạc Châu có một quan âm các nổi tiếng. Nó đã nằm ở giữa sông Trường Giang 700 năm nhưng vẫn đứng vững. Trải qua rất nhiều đợt lũ của sông Trường Giang nhưng quan âm các vẫn ở đó không hề hư hại cổ vận xích bích du viễn cuối hương đây là hàm ninh của tỉnh hồ bắc hàm ninh nằm ở ngã ba tỉnh hồ bắc hồ nam và giang tây là nút giao thông của miền nam hồ bắc trận chiến xích bích nổi tiếng trong lịch sử đã diễn ra ở đây ngày nay còn có di tích tái hiện lại trận chiến xích bích ngày xưa sẽ có nhiều người nói trận xích bích là ở kinh châu tất nhiên nó vẫn là kinh châu của thời tam quốc đến thời hiện đại diện tích của xích bích không còn rộng lớn như ngày xưa nên người ta xác định nó nằm ở hàm ninh và địa điểm xây dựng chỗ tưởng niệm này cũng có tên là thành phố cấp huyện Xích Bích thuộc quản lý của Hàm Ninh. Hàm Ninh đẹp như tranh và giàu tài nguyên thiên nhiên, là quê hương của hoa quế tại Trung Quốc, là thành phố suối nước nóng và là vùng với nhiều cây trúc. Ngày nay Hàm Ninh có dân số 2 triệu 610 000 người, nền kinh tế đạt khoảng 187 tỷ tệ, tương đương 26 tỷ đô. Thủ nghệ chi đô, linh tính giang thành. Đây là Vũ Hán tỉnh lỵ của tỉnh Hồ Bắc và là thành phố trung tâm quan trọng bậc nhất của Trung Quốc sông Trường Giang và sông Hán Giang gặp nhau ở đây, vậy nên Vũ Hán còn được gọi là Giang Thành. Trong thành phố có nhiều sông hồ chằng chịt, diện tích bật nước chiếm một phần bốn tổng diện tích của toàn thành phố, nên được xem là thành phố Trăm Hồ. Kể từ thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc Vũ Hán luôn là thành phố quân sự và thương nghiệp quan trọng của miền Nam Trung Quốc. Vào thời nhà nguyên nó đã là tỉnh lỵ của tỉnh Hồ Quảng, chính là bao gồm Hồ Bắc và Hồ Nam. Đồng thời Vũ Hán cũng là nơi khai sinh ra cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 với khởi nghĩa Vũ Sương tại Vũ Hán. Nói đến Vũ Hán thì không thể không nhắc đến Hoàng Hạc Lâu. Nghìn năm trước nhà thơ Lý Bạch từ biệt bạn bè ở nơi đây đã có vô số bài thơ về Hoàng Hạc Lâu. Đây cũng là nơi mà du khách đến với thành phố Vũ Hán lựa chọn ghé thăm. Dân số Vũ Hán là 13 triệu 730.000 người, nền kinh tế đạt 1.890 tỷ tệ, tương đương 262 tỷ đô. Vũ Hán nổi tiếng khắp thế giới trong một thời gian dài, nó được nhắc đi nhắc lại rất nhiều trong thời kỳ dịch bệnh. Nếu muốn xem chi tiết về Vũ Hán mọi người có thể vào kênh để xem thêm. Nhất hiếu trị thiên kim, thiên niên cảm cổ vận. Đây là hiếu cảm của Hồ Bắc. Hiếu cảm còn được gọi là hiếu thành. Đất đai màu mỡ là cơ sở trồng lương thực và bông dầu lớn của Trung Quốc. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy ba thành phố, Thiên Môn, Tiềm Giang, Tiên Đào. Ba thành phố này là huyện cấp thị dưới sự quản lý trực tiếp của tỉnh Hồ Bắc. Đầu tiên chúng ta nhìn vào Thiên Môn. Thiên Môn có lịch sử hơn 2.000 năm từ thời nhà Tần đã có huyện Cảnh Lăng tại nơi đây. Cha Thánh Lục Vũ thời nhà Đường chính là sinh ra ở đây. Đàm Nguyên Xuân thời nhà Minh đã thành lập cánh lăng phái tại chỗ này. Đây cũng là nơi sản sinh ra một trong ba bản kinh kịch nổi tiếng của Hồ Bắc. Dân số thiên môn khoảng 1 triệu 100 nghìn người, nền kinh tế đạt 73 tỷ tệ, tương đương hơn 10 tỷ đô. Tiềm Giang được biết đến là quê hương của tôm hùm đất. Đây là khu vực nuôi tôm hùm đất nổi tiếng nhất của tỉnh Hồ Bắc. Ngoài ra Tiềm Giang còn là một trong 10 mỏ dầu hàng đầu Trung Quốc. Dân số tiềm giang khoảng 856.000 người, nền kinh tế đạt 88,6 tỷ tệ, tương đương hơn 12 tỷ đô. Còn Tiên Đào có cái tên cũ là Miện Dương, được Trung Quốc trao tặng là quê hương thể dục dụng cụ của Trung Quốc, với 5 nhà vô địch thế giới danh tới 6 huy chương vàng Olympic. Tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008, một thành phố nhỏ Tiên Đào có tới 2 nhà vô địch với 4 huy chương, trong đó 3 huy chương vàng. Tiên Đào có dân số 1 triệu 100.000 người, nền kinh tế đạt 101 tỷ tệ tương đương hơn 14 tỷ đô. Đế vương Chi Đô, tể tướng Chi Thành. Đây là Kinh Châu của tỉnh Hồ Bắc. Kinh Châu thời xưa được gọi là Giang Lăng. Thời kỳ Cửu Châu đã có một châu là Kinh Châu. Kinh Châu có lịch sử 5.000 năm xây dựng, một trong 24 thành phố lịch sử văn hóa quốc gia của Trung Quốc. 20 vị vua nước sở đã lập đô ở đây trong 411 năm. Từ Tôn Thúc Hoa thời Xuân Thu đến Trương Cư chính thời Nhà Minh, đã có tổng cộng 138 tể tướng đến từ Kinh Châu. Bức tường thành cổ Kinh Châu được xây dựng từ thời Đông Hán vẫn được bảo tồn tại đây, là một trong những thành cổ xưa nhất ở miền Nam Trung Quốc. Bức tường thành cổ Kinh Châu cũng là một minh chứng cho sự huy hoàng của thành phố trong lịch sử. Kinh Châu ngày xưa rộng lớn hơn bây giờ rất nhiều, là vùng đất trời phú khi có tầm quan trọng về mặt chính trị lẫn kinh tế thời Tam Quốc, là nơi mà ba nước ngụy thục ngô ra sức tranh giành. Còn Kinh Châu ngày nay là nơi sinh sống của 5 triệu 135 000 người, nền kinh tế đạt khoảng 300 tỷ tệ, tương đương hơn 41 tỷ đô. Ngạc Châu Minh Châu, Kinh Sở Môn Hộ. Đây là kinh môn nằm ở trung tâm của tỉnh Hồ Bắc. Kinh môn có di sản lịch sử văn hóa sâu sắc, nơi đây sinh ra nền văn minh lâu đời nhất khu vực trung lưu sông Trường Giang. 7.000 năm trước đã xuất hiện con người sống ở đây, 5.000 năm trước con người ở đây trồng lúa nước, tạo nên nền văn minh ở lưu vực sông Trường Giang. Hơn 3.000 năm trước nhà sở đã ở đây vượt qua khó khăn để khai cương mở thổ, lịch sử văn minh của kinh sở cũng bắt đầu từ đó. Ngày nay Kinh Môn là nơi sinh sống của 2 triệu 548 000 người, nền kinh tế đạt 220 tỷ tệ, tương đương hơn 30 tỷ đô. Hán Tương Yết Hầu, Ngạc Bắc Môn Hộ, đây là Tùy Châu của tỉnh Hồ Bắc. Tùy Châu là thành phố lịch sử văn hóa lâu đời, người ta nói Tùy Châu là nơi sinh ra viên đế và thần nông của huyền sử Trung Hoa. Tất nhiên liệu nó có chính xác hay không thì vẫn là dấu hỏi lớn. Bộ chuông nổi tiếng thời Xuân Thu Chiến Quốc của Tăng Hầu Ất chính là được khai quật tại Tùy Châu là số lượng lớn nhất từng được tìm thấy ở Trung Quốc. Tùy Châu ngày nay là nơi sinh sống của 2 triệu người, nền kinh tế đạt khoảng 132 tỷ tệ, tương đương hơn 18 tỷ đô. Trong lãnh thổ Tùy Châu có nơi được bệnh danh là Sở Bắc Thiên Không Đệ Nhất Phong, Đại Hồng Sơn. Bên cạnh đó còn có khu thắng cảnh cây ngân hạnh nghìn năm ở thôn Vĩnh Hưng. Hán Giang Minh Châu, Mị Lực Phàm Trần. Đây là tương dương của tỉnh Hồ Bắc. Tương dương gọi tắt là tương, là một trong những nơi ra đời chính của văn hóa nước sở và văn hóa Hán, văn hóa Tam Quốc. Tương Dương có lịch sử hơn 2.800 năm, với lợi thế đáng kể về địa lý, nó luôn là trung tâm giao thông và quân sự của thời cổ đại. Vì Tương Dương nằm trong khe hở của các dãy núi là nơi bắt buộc phải đi qua từ đồng bằng Trung Nguyên đến khu vực Lưỡng Hồ, tức Hồ Nam và Hồ Bắc, nên Tương Dương cũng là thành trì hàng đầu trong lịch sử Trung Hoa. Cổ thành Tương Dương là cổ thành trong anh hùng xạ điêu của Kim Dung, nơi mà Quách Tĩnh và Hoàng Dung phải bảo vệ. Tường thành ở đây có lịch sử xây dựng bắt đầu từ 2.200 năm trước dưới thời nhà Tây Hán, còn bức thành hiện tại là kiến trúc từ thời nhà Minh xây dựng lại và được bảo tồn khá tốt. Ở Tương Dương có khu danh thắng cấp 5A Long Trung. Long Trung ở đây ám chỉ sách Long Trung đối của Gia Cát Lượng. Cũng vì câu chuyện Gia Cát Lượng mà hai bên Tương Dương và Nam Dương của Hà Nam tranh giành nhau. Người Nam Dương nói rằng Gia Cát Lượng từng sống ở đất Nam Dương, vì nhân thế gọi ông là Ngoại Long Tiên Sinh, mà ở Nam Dương lại có Ngoại Long Cường. Còn người Tương Dương lại cho rằng Gia Cát Lượng từng sống ở cổ Long Trung phía Tây Nam Tương Dương, thế nên mới có đối sách Long Trung đối. Tương Dương có dân số 5 triệu 276 000 người, nền kinh tế đạt khoảng 582 tỷ tệ, tương đương 81 tỷ đô. Tam hiệp buôn hộ, xuyên ngạc yết hầu. Đây là nghi xương của tỉnh Hồ Bắc, nghi xương ngày xưa gọi là Di Lăng. Nghi xương được biết đến với con đập thủy điện lớn nhất thế giới và nhiều con đập khác. Nghi Sương sở hữu 400 trạm thủy điện và dự án đập Tam Hiệp là dự án lớn nhất tại đây. Văn hóa ba thục tồn tại lâu đời ở đây. Ở Nghi Sương khai quật được một tác phẩm chạm khắc trên đá với ý nghĩa thờ cúng mặt trời có lịch sử 7.000 năm, cũng là dấu tích sớm nhất được phát hiện tại Trung Quốc liên quan đến thờ mặt trời. Nghi Sương là nơi sinh sống của 3.920.000 người, nền kinh tế đạt 550 tỷ tệ, tương đương 76 tỷ đô. Ngạc Tây Lâm Hải, Thế giới Tây Đô đây là châu tự trị dân tộc thiểu số duy nhất ở Hồ Bắc, châu tự trị dân tộc Thổ Gia và dân tộc Miêu Ân Thi. Ân Thi được xem là một trong những nơi thích hợp cho con người sinh sống. Mặc dù nằm ở hai lò lửa Vũ Hán và Trùng Khánh nhưng nhiệt độ trung bình hàng năm của Ân Thi chỉ 16,2 độ. Tỷ lệ che phủ rừng ở đây gần như đạt 70%. Ở trong lãnh thổ Ân Thi có một trong bốn mỏ sắt lớn nhất Trung Quốc, có trữ lượng quạng thức lớn bậc nhất thế giới. Dân số Ân Thi khoảng 3 triệu 400 nghìn người, kinh tế đạt 140 tỷ tệ, tương đương 20 tỷ đô thần nông truyền nhã vận, sơn thủy tụ chi âm. Đây là khu vực đặc biệt của Hồ Bắc cũng như Trung Quốc, thần nông giá. Thần nông giá là khu dự trữ thiên nhiên sinh quyển được UNESCO công nhận, là khu vực địa chất, công viên di sản thế giới. Thần nông giá cũng được biết đến là mái nhà của miền Trung Trung Quốc, điểm cao nhất là thần nông đỉnh lên đến 3.106 mét. Nói đến thần nông đỉnh người ta sẽ nghĩ đến những câu chuyện truyền thuyết kinh dị tại đây. Những câu chuyện về gia nhân, nó giống như câu chuyện người tuyết ở Tây Tạng, là những câu chuyện chưa được giải đáp trên thế giới. Nơi đây cũng là một trong các khu vực cấm người nước ngoài lui tới ở Trung Quốc, thậm chí những chỗ sâu trong rừng còn là khu vực cấm kể cả người Trung Quốc. Thần Đông giá chỉ có 63.000 người sinh sống, kinh tế chỉ có 3,56 tỷ tệ, tương đương tầm 500 triệu đô. Cuối cùng chúng ta đến với Thập Yển. Nó được đặt tên vì nơi đây có 10 con đập nước để phục vụ tới tiêu. Thập Yển có lịch sử lâu đời, nhóm hóa thạch duy nhất ở Trung Quốc tồn tại từ kỳ phấn trắng được phát hiện tại đây. Võ Đang Sơn, Đơn Giang Thủy, Khí Sa Thành là ba danh thiếp đẳng cấp thế giới tại thập yển. Núi Võ Đang là thánh địa của đạo giáo ở Trung Quốc. Ai mê phim kiếm hiệp thì chắc chắn đã nghe tới địa danh này. Nếu các bạn muốn xem kỹ hơn về núi Võ Đang có thể xem thêm tại video chi tiết trong kênh. Đơn Giang Thủy là ám chỉ hồ nước Đơn Giang Khẩu. Đây là hồ nước nhân tạo lớn nhất châu Á. Ngoài việc cung cấp nước cho thành phố, nó cũng có thể tạo ra điện và đồng thời cũng là địa điểm thu hút khách du lịch. Khí Sa Thành lại đề cập đến công ty xe Đông Phong, trụ sở chính của nó ở Thập Yển. Đây là thủ đô của xe tải Trung Quốc. Thập Yển có dân số 3 triệu 166 000 người, nền kinh tế đạt khoảng 230 tỷ tệ, tương đương 32 tỷ đô. Hồ Bắc với lịch sử lâu đời, văn hóa Tam Quốc và đạo giáo tạo nên sự hấp dẫn cho nó, còn sông Trường Giang cung cấp cho nó sự phồn thịnh, biến nơi đây thành một tỉnh quan trọng bậc nhất của miền Trung Trung Quốc và đó là những gì chúng ta tìm hiểu về tất cả các địa cấp thị tại tỉnh hồ bắc đây là tiểu trần khám phá trung quốc hãy đăng ký kênh để xem thêm những video thú vị về quốc gia rộng lớn này